Chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Dung ngồi ở một cái thành phố có biển này, có cát. Bởi vì đây là một cái thành phố có những cái tiêu chí sống rất là trong lành. Bởi vừa qua thì cũng rất là nhiều năm khi mà Dung làm việc trong lĩnh vực về sức khỏe thì Dung cũng luôn đau đáu làm thế nào đó để trong tương lai mình sẽ có những cái sản phẩm đưa ra thị trường để giúp cho tất cả những cái người tiêu dùng ngoài cái việc sử dụng có lợi ích ấy, thì còn đảm bảo về môi trường. Và ngày hôm nay thì Dung cũng muốn chia sẻ cho cộng đồng của Vitalite biết rằng là những cái sản phẩm hiện nay Dung đang phục vụ cho nhu cầu khách hàng phần lớn là người ta quan tâm đến lợi nhuận, người ta quan tâm đến những cái doanh thu để mà làm sao có lợi cho doanh nghiệp nhất. Nhưng đối với Dung thì lại là một phương châm kinh doanh khác biệt, muốn cho khách hàng có những cái tiêu chí về những cái sản phẩm mà được sử dụng, ngoài việc là đem lại những cái giá trị về chất lượng sản phẩm thì họ còn đảm bảo được những cái sự an toàn. Như các bạn biết rằng là bây giờ môi trường ấy, tất cả mọi người đang quan tâm đến điều gì, đặc biệt là đối với lại góc bếp của nhà chúng ta. Với Dung thì tiêu chí sạch, an toàn cũng đã đi vào tiềm thức rất là lâu năm trong lĩnh vực kinh doanh của mình, nhưng đến hiện tại thì Dung mới có thể cho ra đời những cái tiêu chí kinh doanh của mình được. Rất là mong tất cả những khách hàng của Vitalite sẽ quan tâm đến cái tiêu chí sạch để giúp cho sự an toàn đối với gia đình cũng như là những cái sản phẩm tiêu dùng hiện nay tràn lan trên thị trường. Làm thế nào để mình có thể biết cách lựa chọn những sản phẩm giúp cho mình có được những cái sự an toàn nhất? Thì hiện tại Vitalite hiện nay đang ra lần lượt những cái sản phẩm phục vụ cho nhu cầu khách hàng, đặc biệt đối với phụ nữ thì chúng tôi quan tâm đến cái việc là đối với góc bếp của gia đình thì phụ nữ luôn luôn là cái người phải đồng hành hàng ngày, một ngày có thể 2 đến 3 bữa cơm. Cho nên là cái việc giặt giũ quần áo, rửa bát, rửa chén gần như là phụ nữ Việt rất là đảm đang. Thế cho nên là vừa qua thì Dung cũng đã cho ra một số những cái sản phẩm. Ngoài những cái tiêu chí về kinh doanh thì Dung còn quan tâm đến những phụ nữ thường xuyên ở trong góc bếp của mình để có sự an toàn, bảo vệ làn da cũng như là tất cả những cái quần áo trong gia đình, cho họ có được cái sự lựa chọn thoải mái và an toàn. Thì hiện nay Vitalite đang có những cái chuỗi sản phẩm để cho mọi người có thể vào giỏ hàng của trang web cũng như là tất cả những cái nền tảng của mạng xã hội, giúp cho mọi người có cái cách mua thuận lợi nhất để chọn lựa những sản phẩm tốt nhất cho gia đình của mình. Trên tay của Dung là một cái sản phẩm mà hầu như gia đình nhà ai cũng cần, đó là sản phẩm nước rửa chén. Nhưng nó sẽ có sự khác biệt như thế nào? Bởi vì trong thành phần của nó có tính an toàn, có sự tiết kiệm cho tất cả những người phụ nữ đi chợ. Và đây là một trong những cái sản phẩm được ra đời phục vụ cho tất cả những người dân Việt quan tâm đến cái cách sống xanh, sạch và an toàn cho đời sống hàng ngày. Bởi vì chúng ta biết rửa bát không chỉ thông thường là làm sạch, nhưng nó còn để lại những cái tác hại ở phía sau. Bởi vì những cái sản phẩm có những cái tác hại như là chất tẩy hoặc là làm cho cái sự thiếu an toàn trong cái việc là nhúng tay vào. Nhưng đối với sản phẩm công nghệ sinh học của nhà Vitalite thì hoàn toàn không có điều đó. Cho nên là tất cả những phụ nữ hãy vào giỏ hàng, quan tâm đến tất cả những sản phẩm và dịch vụ của Vitalite để giúp cho mỗi ngày chúng ta có sự an toàn và sử dụng thông minh hơn. Trong tất cả những cái sản phẩm đều có những cái tiêu chí về công nghệ sinh học. Và đây là trên tay của Dung là một cái sản phẩm có tên là BioLite. Một cái sản phẩm không thể thiếu trong mỗi góc nhà, vệ sinh hay là phòng tắm hay là ở trong nơi mà mình rửa bát. Thì đây là một cái sản phẩm bảo vệ sự an toàn cho gia đình từ đôi tay của mình. Với em trẻ nhỏ thì chúng ta sẽ luôn luôn phải có được đôi bàn tay sạch, bởi vì các em sẽ được bảo vệ từ cái việc là hòa nhập với môi trường. Thế thì đây là một cái sản phẩm mà giúp cho chúng ta ngoài cái tính năng làm sạch thì nó còn bảo vệ được cái làn da của phụ nữ và tất cả em bé. Những cái người sử dụng trên cái sản phẩm này thì sẽ có sự an toàn, bởi vì sản phẩm được chế tác từ công nghệ sinh học bảo vệ sự an toàn cho mỗi gia đình Việt. Đối với Dung thì rất là nhiều năm nay khi mà Dung chăm sóc tóc có một sự khác biệt hơn với tất cả mọi người. Dung có thể tự cắt tóc, tự gội đầu. Tuy nhiên là Dung rất sợ khi mà đưa hóa chất lên cái đôi trên đầu của mình. Đưa những cái hóa chất đấy lên thì sau một cái quá trình thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng vô cùng nặng nề. Thế thì ai cũng biết điều đó, nhưng mà vì cái công trình làm đẹp thì không thể cưỡng lại được. Vì vậy cho nên là Dung luôn đau đáu làm thế nào để mình có được một cái sản phẩm có những cái chất lượng an toàn nhất cho cái mái tóc của mình. Thì đây là một cái sản phẩm mà không thể thiếu đối với lại
gia đình của mỗi chúng ta. Sản phẩm có tên là BioLine dầu gội đầu, có tính chất là dưỡng sinh. Khi mà chúng ta rửa sạch tóc bằng thiết bị nước, khi mà chúng ta gội đầu bằng cái sản phẩm này, chúng ta sẽ để lại một cái sự an toàn cho mái tóc của mình và ngăn chặn sự gãy rụng, và đặc biệt đó là làm cho tóc mềm mượt mà không cần phải dùng đến xả. Và đây là một trong những cái sản phẩm rất hữu ích cho mỗi chúng ta là phụ nữ hay là nam giới đã làm cho mái tóc mình hư tổn, thì hãy vào giỏ hàng của Vitalife để lựa chọn sản phẩm dầu gội dưỡng sinh để có sự an toàn nhất cho mái tóc của mình. Trên tay của Dung ấy là một cái can nước giặt. Và Dung thì rất là quan tâm đến cái việc là quần áo của mình mỗi ngày để đi ra ngoài đường làm việc không những là chỉ giặt không, mà mình còn phải bảo đảm được cái sợi vải của mình nó phải luôn luôn mới và giữ được cái độ an toàn cho mỗi một cái quần áo của trong gia đình. Bởi vì sao? Quần áo của mỗi gia đình thì có những người mua quần áo vải vóc rất là đắt tiền, nhưng mà mình lại vô tình đi chợ mua những cái sản phẩm về nước giặt gần như là rất nhiều, chứa nhiều những cái hóa chất độc hại. Cho nên là Vitalife vừa qua thì cũng ra đời những cái thiết bị sản phẩm giúp cho mỗi người phụ nữ mà đi chợ sẽ thông thái hơn để biết cách lựa chọn. Và đây là cái sản phẩm có tên là Ecolife, nước giặt công nghệ sinh học, để lại sự an toàn và làm cho vải của chúng ta không bị mất màu, và giúp cho sự an toàn trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng, và rất tiết kiệm khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm Ecolife này. Và mong rằng mọi người sẽ tìm hiểu ở trên website cũng như là vào giỏ hàng để biết được về những sản phẩm về công nghệ sinh học, nó mang lại cái tính lợi ích cho mỗi người sử dụng như thế nào ở trong cuộc sống nhé. Hello tất cả mọi người, nếu ai là tín đồ của nước hoa thì đừng quên sử dụng hai cái mẫu nước hoa này. Một mẫu nước hoa có tên là Bliss. Tại sao mà Dung dùng cái tên này cho thương hiệu của mình? Đó là một cái từ rất là yêu thương sự hạnh phúc đích thực. Thế còn Inplin tức là đích đến, ai cũng tìm kiếm cho mình một cái đích đến, có một cái điều gì đó theo cái sở thích của mình, đúng không nào? Cho nên là hai cái sản phẩm này ấy, là hai cái mùi hương rất đặc biệt. Khi mà chúng ta sử dụng, nó có sự quyến rũ và giúp cho chúng ta có được cái sự trở về tĩnh lặng khi mà sử dụng hai cái mùi hương nước hoa này. Và rất là nhiều người đã feedback lại cho Vitalife rằng là cái mùi hương này khi mà sử dụng ấy, nó lưu hương rất là lâu. Và khi mà sử dụng trên quần áo, đồ len thì nó để lại những cái tông mùi rất là dễ chịu, cảm giác là dễ tác động cho những người mà đi qua mà hít được cái mùi hương nước hoa này, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc đối với mỗi người sử dụng cái mùi hương nước hoa của nhà Vitalife.